là bao nhiêu? Ừ, mấy năm rồi? Là 12 năm. 2001 chứ. Yêu Hàn Tiếu là bị kiện bò, kiện đến rồi bú, thịt ngọt mà. Giờ đi cũng thấy nhọc, nằm cũng thấy nhọc, ngồi cũng thấy nhọc. Uống là uống một ngày 5 xích nước, ngày 5 xích nước cả đêm. Đi tiểu là một đêm là cả 2 lần đi tiểu. Mà bên ngày cũng 15 lần đi tiểu. Thời gian đâu mà ngủ được. Không chi được là bắt đầu là liệt quảng. Là bắt đầu là lên trạm nó lại. Là lên trạm xin chạy ra đây, xin chạy lên luyện nó lại. Là bạc là bị tiểu đường thôi. Bị để tháo đường nặng thôi. Rồi cái cấp cứu. Thì vào bệnh viện nội tiết Trung Vinh là bị là hai người nhà vì một bực. Bác sĩ Hiếu là phó giám đốc của bệnh viện ở là dìu vô cấp lên mà cấp cứu mà cô đấy đường ở đường này mà vô cô nắm mệt mà phải dìu biến chứng như mà mắt loa đấy đi gặp họ đó chứ họ hỏi mình chào chứ mình nghe tiếng mình chào chứ mà không biết được mọi khi mà chữa bệnh nhá là phải nắm mệt là thầy họ tới 3 tháng ấy là có ông bố mấy con năm 2011 12 đó 11 là bố cứ tháng bố báo một lần rung rung đi rung lên mà mồ hôi toát cơ thể quần áo một rung 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 gần năm mới đi khám được ông cô bà cứ mới khám ấy tháng đi là vậy của họ. Vâng. Là bắt đầu nhờ trời như mùa dứa, mùa lạc. Đến lạc 3 bộ tháng thu hoạch đến giờ này lên trả cho họ. Đây ví dụ 4 tháng, 4 tháng đến 4 bài 28, 28. Vâng. Mất 2 tờ lạc, một tờ rưỡi lạc. Vâng. Là con một cờ một tà rồi là mình để mà nắm khác để mà làm và sử dụng để làm đó trả ra đó là coi như không có thu nhập trong gia đình nữa. Thì là anh em thôi anh em trong họ thì anh bạn bè con học được mà bộ đau ổn thì không có tiền thu nhập thì bộ tiêu hết 41 tuổi giờ về trước là không bao giờ vay mượn ai. Mà từ bắt đầu 42 tuổi về đấy là vay mượn. Một tháng một năm là phải trả một trả cho bạn bè vì anh em là phải 5 đến 7 triệu. Tránh chưa được bệnh tật thì cũng như bệnh tật tù trung thân này. Mấy bác sĩ nhờ trẻ nhìn bưng cháu bực con mình nha. Còn lại bạn cứ về đi thể dục thuộc vì vừa đi thể dục chuyên môn cứ một buổi sáng là cứ bộ đến 5 cây số cả đi cả về là hoàn thoải mái trong người mà khỏe mạnh rồi là cứ về rẹt không phải nở mưa cô vì từ mưa tới còn rẹt cũng phải đi mặc áo trùm áo rách châu nở ra vào là đi phù này rau vậy cái rau cải đông bắp của mình chủ yếu là rau sạch nhất là cái rau hoa chuối là tốt nhất là trị bệnh tiểu đường hồi nào cũng một tuần là phải ăn một vài quả hoa chuối thải bột luồng vì là lạc ăn là ổi thôi ổi vì thương lóc có cái gì là không được ăn thì đường vì sữa vì mờ lá mà là không ăn được. Thế bây giờ trong ăn có bỏ nhiều muối không hay là ít muối? À, thức ăn á, kho giờ bỏ ít thôi, nhiệt nhạt nó nên được cho tránh được. Cứ 5 ngày một ấm, 5 ngày ấm được là uống cái đồ chặt được hơn giảm đường bộ tí. Mà cả thể dục như thẳng mỗi bộ quá đấy chứ cũng cứ có hiện tượng bộ chứ mà bộ bằng mấy tháng trước.